场的所有的承办家族的成员，大家晚上好。Xin chào đại gia đình Cardo. Rất là cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi có một cái dịp này. Và rất là cảm ơn hai ngày cống hiến của bên ban tổ chức. À, tôi nghĩ nếu như vào tháng 9 năm 1997 mà lúc đó tôi gặp một nhóm người mà là nhiều chuyện tiêu cực thì có lẽ tôi đã không gia nhập vào MY rồi. Nếu như trong quá trình chúng tôi trao đổi là những cái chuyện thị phi thì có thể ngày hôm nay tôi cũng không thể nào có thể thành công được. Bởi vì thị phi nó sẽ khiến cho chúng ta mối quan hệ sẽ ngày càng tệ hơn. Mà điều quan trọng nhất đó chính là không ai muốn sinh sống trong một cái môi trường toàn là thị phi. Và nếu như việc nói thị phi có thể khiến cho chúng ta thành công thì hãy tiếp tục tào lao đi ạ. À. Còn và nếu như khi chúng ta gặp khó khăn thử thách, chúng ta chỉ cần phàn nàn thì mình có thể vượt qua, thì chúng ta cứ hãy tiếp tục. Và nếu như chúng ta muốn có một cái cuộc sống lành mạnh thì cái điều đầu tiên là chúng ta nhất định phải rời khỏi môi trường thị phi. Và tôi tin rằng ngày hôm nay mỗi một con người đang ngồi trong đây đều mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, đúng không nào? Và tôi nghĩ rằng mỗi một người chúng ta đều mong rằng chúng ta sẽ có dịp để mà gặp gỡ những người lãnh tụ quốc tế như là Tổng thống Mỹ, hoặc là chúng ta sẽ ngồi trong một cái nơi rất là tráng lệ như vậy để mà ăn một bữa tiệc, hoặc là mỗi một năm có vài chuyến du lịch nước ngoài đẳng cấp. Và tất cả những thứ này cho hỏi chúng ta chỉ tào lao thị phi thì có thể đạt được hay không ạ? À? Chúng ta có thể không thể, có lẽ chúng ta không thể mua được một chiếc máy bay chuyên cơ, nhưng mà chúng ta có dịp để mà tận hưởng quá trình ngồi trong máy bay chuyên cơ và tận hưởng cuộc sống đẳng cấp, và đó chính là giá trị của MY. Mỗi một người đều mong rằng họ có thể có một cái môi trường thành công và được sự khẳng định của nhiều người. Nhưng tất cả những sự thành công và cuộc sống đẳng cấp này không bao giờ dành cho những người chuyên nói thị phi có thể đạt được. Những cuộc sống tốt đẹp chỉ dành cho những người đạt được điều kiện, đó chính là họ phải tích cực. Muốn thành công, chúng ta phải có những điều kiện đích nhất định. Và cái điều thứ nhất đó chính là rời khỏi môi trường thị phi. Và tôi thường hỏi chính bản thân mình, MY là một công ty tốt như vậy, tại sao tôi lại không làm? MY là một công ty tốt như vậy, tại sao tôi lại không nỗ lực? MY là một công ty tốt như vậy, tại sao tôi lại không nắm bắt cái cơ hội này để khiến mình có thể thành công? Từ ngày tôi gia nhập MY, chất lượng sản phẩm và kỹ thuật công nghệ sản phẩm cũng như là quảng bá thương hiệu thì công ty MY đều đã lo.
Còn chúng ta chỉ dành thời gian của mình cũng như là sức lực và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình thì chúng ta sẽ có thể thành công. Và chúng ta luôn nói rằng Amway là một sự nghiệp công bằng, sản phẩm Amway chất lượng. Nhưng trong quá trình chúng ta tin tưởng, có lẽ chúng ta chỉ là thoạt ra qua tin tưởng mà thôi. Có lẽ chúng ta nghe một ai đó kể và chúng ta tin tưởng. Và nó chỉ là một sự tin tưởng bề ngoài, nhưng khi mà chúng ta gặp thử thách, chúng ta có còn kiên định với sự tin tưởng này hay không? Và nếu như chúng ta bị người khác đả kích, chúng ta còn tiếp tục duy trì sự tin tưởng này hay không? Có lẽ lúc đó chúng ta sẽ không còn tin tưởng nữa. Và hồi nãy đã kể vào năm 1998 khi cơn bão đa cấp, thì lúc đó chúng tôi đang rất là mơ hồ, không biết được tương lai của mình sẽ như thế nào. Nhưng mà chúng tôi chỉ tin tưởng vào sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Có một ngày, người tuyến trên của tuyến trên tôi đã nói một đoạn nói khiến tôi rất là cảm động. Và ông ấy nói rằng ngày hôm nay có rất là nhiều người đang bắt đầu kéo những người Amway cũng như là phản đối những người đang làm Amway. Và tất cả nhà phân phối Amway, chúng ta dù đang trong một cái môi trường khắc nghiệt như thế nào, chúng ta vẫn phải tin tưởng vào sự lựa chọn của mình, và chúng ta nhất định phải làm được một điều, đó chính là dùng sự thành công của chúng ta để chứng minh cho tất cả những người đang phản đối chúng ta cũng như lôi kéo chúng ta rằng sự lựa chọn của chúng ta là đúng đắn. Nên chúng ta nhất định phải 100% tin tưởng vào bản thân mình cũng như tin tưởng vào công ty. Và cái điều thứ hai đó chính là mục tiêu. Và tôi thường hay nghe thầy Phu nói rằng mục tiêu của chúng ta là nhất định phải thể hiện rõ, phải ghi trên tường. Và thầy Phu đã là một tấm gương rất là sáng cho đội nhóm. Nên khi mà nhà của tôi trang trí nội thất thì thật sự tôi không có thời gian để mà bàn tán về thị phi. Mỗi một ngày khi mà tôi ngồi tại ghế sofa của mình thì tôi sẽ nhìn thấy được, đó chính là trên cái đèn của phòng khách treo rất là nhiều cái platinum. Tức là tôi nhìn thấy đó chính là chữ platinum, platinum. Tất cả các cái mục tiêu đang không ngừng nhắc nhở tôi và khích lệ tôi. Và có một ngày tuyến dưới tôi tới nhà và mượn nhà vệ sinh. Và rất nhanh người tuyến dưới đó rời khỏi nhà vệ sinh. Và bây giờ cuối cùng tôi đã biết tại sao thầy Lý có thể thành công rồi. Và tôi hỏi người tuyến dưới đó tại sao. Bởi vì tôi ngồi trên cái bồn cầu thì tôi đều thấy được xung quanh chỉ có đó chính là chữ Ruby. Bởi vì trong toilet và trong khoang bếp của nhà tôi, tất cả các cái tường đều là Ruby và Ruby. Và trên trần nhà, và đều, trên trần nhà của tôi đều có chữ Artistry, đều có chữ Diamond. Và tôi luôn nhắc nhở bản thân mình mục tiêu phải mạnh mẽ hơn. Và mỗi một ngày khi tôi nằm trên giường, trước khi tôi nhắm mắt, tôi đều phải nhìn kỹ mục tiêu của mình. Bởi vì ngay trên nóc mà tôi ngủ, trên cái giường của tôi á các anh chị, thì nó đang khắc một cái Crown Ambassador. Nên tôi không có thời gian để mà bàn tán thị phi, bởi vì mục tiêu của tôi đang thúc đẩy tôi tiến về phía trước. Và thật chất tôi rất gần với thầy Phu. Bởi vì tuyến trên
FC của tôi là thầy Lư, và tuyến trên FC tiếp là thầy Tiền Tuấn, và tiếp nữa là thầy Khu Trung Cốt, và tiếp nữa chính là thầy Phô Hào Ken. Bởi vậy tất cả những tuyến trên này đều là tấm gương của tôi. Và bản thân mình phải biết được mình cự ly với mục tiêu của mình bao xa, và mình hãy tiếp tục thẳng tiến về phía trước. Và thầy Phu luôn nhấn mạnh một điều, đó chính là mục tiêu của chúng ta phải thị giác hóa. Nên trong nhà của tôi khắp nơi đều dán Platinum, Ruby, Diamond và Crown Ambassador. Tôi không biết cái việc làm này của tôi thầy Phu có mãn ý hay không. Nên chúng ta hãy dành thời gian cho việc hoàn thành mục tiêu. Và thầy Trần Văn Điền thường xuyên nói, có mục tiêu rồi, chúng ta phải tập trung hết tất cả các hành động cho mục tiêu của mình, chứ không còn có thời gian để mà bàn tán thị phi nữa, bởi vì việc bàn tán thị phi không thể nào giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu. Và tôi nghĩ rằng mình là một người khá nghe lời, bởi vì dù tuyến trên nói gì tôi đều sẽ làm theo. Và tôi rất là rõ một điều, tất cả những gì lãnh đạo mong muốn trên tôi đều làm mong muốn tôi có thể thành công. Nên hãy nghe theo tuyến trên lãnh đạo, đi theo tư duy của họ, lý niệm của họ và văn hóa của Crado. Và tôi đã lựa vài tấm hình. Và tấm hình này và chụp chung với lại thầy Phu và vợ con. Tôi nhớ lần đầu tiên hình như là vào năm 2002. Và có tấm hình chụp chung với lại thầy Trần và thầy Khu. Và thật sự tôi rất là cảm ơn các tuyến trên lãnh đạo của tôi. Và ở đây tôi muốn mượn một tràng pháo tay 40.000 người để mà gửi lời cảm ơn chân thành tới tuyến trên lãnh đạo của tôi. Cảm ơn họ trong 21 năm qua đã không ngừng động viên tôi và khích lệ cũng như là tràn đầy hy vọng với tôi, cũng như định hướng cho tương lai và mục tiêu của chúng tôi. Và cảm ơn tuyến trên lãnh đạo. Một người lính nếu như không thể trở thành tướng thì không thể nào là một người lính xuất sắc được. Và trong hội trường này đều là những người cực kỳ có ước mơ, có lý niệm cũng như là có văn hóa, và cũng là một nhóm người nghe lời. Và có một lần trong chuyến du lịch, tôi đã nói với tuyến trên của tôi rằng nếu như ông là một người tướng xuất sắc thì tôi chắc chắn sẽ là một thủ lĩnh trong hệ thống của ông. Nên tất cả các nhà phân phối Crado, chúng ta hãy đi theo tuyến trên lãnh đạo của mình và quảng bá tinh thần của Crado, khiến cho chúng ta trở thành một người thành công trong cuộc sống cũng như thành công trong sự nghiệp. Và trong quá trình chúng ta thành công, chúng ta cũng có thể giúp cho những người bạn của chúng ta, những người bạn đồng hành của chúng ta thành công. Hãy rời khỏi môi trường thị phi, tập trung
vào mục tiêu cũng như khích lệ bản thân mình và dành thời gian cho việc hành động. Và cuối cùng tôi muốn các anh chị ghi nhớ câu nói này và mong rằng các anh chị có thể lặp lại với tôi được không ạ? Nếu bạn là... Và bây giờ chúng ta... Tôi là một người sinh ra bởi vì muốn thành công. Mỗi một tế bào của tôi đều có hạt giống thành công. Tôi can đảm, tự tin, kiên định. Tôi có thể giới thiệu em quay cho mỗi một người. Tôi có thể bán sản phẩm em quay cho mỗi một người. Từng giây, từng phút tôi đều luôn nhắn nhở bản thân mình hãy cố lên và cố lên. Trước mặt tôi chỉ thấy được đó chính là cảnh tượng thành công. Tôi can đảm vượt qua sự từ chối cũng như sự thử thách. Tôi tự tin, can đảm, kiên định. Tôi là một người sinh ra vì sự thành công. Chúng ta hãy không ngừng khích lệ chính bản thân mình để thay thế cho các lời thị phi và tiêu cực. Và cuối cùng hẹn gặp mọi người tại đỉnh thành công. Cảm ơn mọi người.